Vâng, em xin chào tất cả các bác đam mê radio cassette trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hôm nay chúng tôi em giới thiệu với các bác một chiếc Sony 3800 CS 3800. Chiếc này thì cấu hình gồm có 4 loa nhé, 4 loa bổ dục ạ. 2 loa bên hồi, 2 loa mặt trước, 2 loa bên hồi. FM có 90 thôi các bác nhá, vì nó là dòng cổ. Tiếng thì cực tốt ạ. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa coi. Âm quá đỉnh cho một chiếc cassette cổ. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng biến riêng. Thế là này đã đổ xa một chút người đẹp. Yêu đẹp mà dễ mấy để ai đèn 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 đèn. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn. Giải do radio đã đổ đèn. Các bác gò rất là dễ ạ. Kể cả buổi đêm cũng gò được. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xưa, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi trong lúc video chú ý thấy vụ Mia lấy chiếc quần jean thì cha mẹ của cô lại đưa hai vị khách nhập cư người Trung Quốc tại phòng số 6 trốn đi. Mia tất cả mọi thứ hoàn hảo, bác vào yêu model này thì liên hệ với chú kia em ạ.